Lý vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không tròn thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của thánh đế khổ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của thánh đế tập diệt đạo, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tám giải thoát, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tất cả pháp môn Đà La Ni, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bậc cực kỳ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của năm loại mắt, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của sáu phép thần thông, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của mười lực Phật, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của đại từ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của đại bi, đại hỷ, đại xả, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp không quên mất, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tánh luôn luôn xả, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của trí nhất thiết, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của 32 tướng đại sĩ, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của 80 vẻ đẹp phụ thuộc, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của quả dự lưu, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác, lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của tất cả hạnh đại Bồ-Tát. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp thế gian. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp xuất thế gian. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp hữu lậu. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp vô lậu. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp hữu vi. Lấy vô sở trụ làm phương tiện, nên an trụ không của pháp vô vi. Này thiện hiện, vì sắc vô sở trụ, thọ tưởng hành thức cũng vô sở trụ, không của sắc vô sở trụ, không của thọ tưởng hành thức cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của sắc không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của thọ tưởng hành thức cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, nhãn xứ vô sở trụ, nhĩ tỷ thể thân ý xứ cũng vô sở trụ, không của nhãn xứ vô sở trụ, không của nhĩ tỷ thể thân ý xứ cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn xứ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thể thân ý xứ cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của nhãn xứ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của nhĩ tỷ thể thân ý xứ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, sắc xứ vô sở trụ, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vô sở trụ, không của sắc xứ vô sở trụ, không của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc xứ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của sắc xứ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, nhãn giới vô sở trụ, nhĩ tỷ thể thân ý giới cũng vô sở trụ, không của nhãn giới vô sở trụ, không của nhĩ tỷ thể thân ý giới cũng vô sở trụ.
Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn giới không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của nhãn giới không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, sắc giới vô sở trụ, thanh hương vị xúc pháp giới cũng vô sở trụ. Không của sắc giới vô sở trụ, không của thanh hương vị xúc pháp giới cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc giới không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của sắc giới không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, nhãn thức giới vô sở trụ, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng vô sở trụ. Không của nhãn thức giới vô sở trụ, không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn thức giới không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của nhãn thức giới không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, nhãn xúc vô sở trụ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng vô sở trụ. Không của nhãn xúc vô sở trụ, không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn xúc không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của nhãn xúc không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở trụ. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở trụ. Không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở trụ. Không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, địa giới vô sở trụ, thủy hỏa phong không thức giới cũng vô sở trụ. Không của địa giới vô sở trụ, không của thủy hỏa phong không thức giới cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì địa giới không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Thủy hỏa phong không thức giới cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của địa giới không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của thủy hỏa phong không thức giới cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, nhân duyên vô sở trụ, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng vô sở trụ. Không của nhân duyên vô sở trụ, không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhân duyên không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của nhân duyên không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, pháp từ các duyên sanh ra vô sở trụ, không của pháp từ các duyên sanh ra cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp từ các duyên sanh ra không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của các pháp từ các duyên sanh ra cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, vô minh vô sở trụ, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng vô sở trụ. Không của vô minh vô sở trụ, không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì vô minh không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được.
hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của vô minh không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa vô sở trụ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng vô sở trụ. Không của bố thí ba la mật đa vô sở trụ. Không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của bố thí ba la mật đa không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, bốn tịnh lự vô sở trụ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng vô sở trụ. Không của bốn tịnh lự vô sở trụ, không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của bốn tịnh lự không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, bốn niệm trụ vô sở trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng vô sở trụ. Không của bốn niệm trụ vô sở trụ, không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của bốn niệm trụ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không vô sở trụ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng vô sở trụ. Không của pháp môn giải thoát không vô sở trụ, không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp môn giải thoát không không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Vì chẳng phải không có tự tánh thì chẳng thể nắm bắt được, nên pháp có sở trụ. Này thiện hiện, pháp không nội vô sở trụ. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng vô sở trụ. Không của pháp không nội vô sở trụ, không của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp không nội không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp không nội không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, thánh đế khổ vô sở trụ, thánh đế tập diệt đạo cũng vô sở trụ. Không của thánh đế khổ vô sở trụ, không của thánh đế tập diệt đạo cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì thánh đế khổ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế tập diệt đạo cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của thánh đế khổ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của thánh đế tập diệt đạo cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy.
Này thiện hiện, tám giải thoát vô sở trụ, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng vô sở trụ. Không của tám giải thoát vô sở trụ, không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì tám giải thoát không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của tám giải thoát không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni vô sở trụ, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng vô sở trụ. Không của tất cả pháp môn Đà La Ni vô sở trụ, không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của tất cả pháp môn Đà La Ni không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, bậc cực hỷ vô sở trụ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng vô sở trụ. Không của bậc cực hỷ vô sở trụ, không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bậc cực hỷ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của bậc cực hỷ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, năm loại mắt vô sở trụ, sáu phép thần thông cũng vô sở trụ. Không của năm loại mắt vô sở trụ, không của sáu phép thần thông cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì năm loại mắt không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Sáu phép thần thông cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của năm loại mắt không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của sáu phép thần thông cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, 10 lực Phật vô sở trụ, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở trụ. Không của 10 lực Phật vô sở trụ, không của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì 10 lực Phật không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của 10 lực Phật không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, đại từ vô sở trụ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng vô sở trụ. Không của đại từ vô sở trụ, không của đại bi, đại hỷ, đại xả cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại từ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của đại từ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, pháp không quên mất vô sở trụ, tánh luôn luôn xả cũng vô sở trụ. Không của pháp không quên mất vô sở trụ, không của tánh luôn luôn xả cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp không quên mất không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Tánh luôn luôn xả cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp không quên mất không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của tánh luôn luôn xả cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, trí nhất thiết vô sở trụ, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô sở trụ. Không của trí nhất thiết vô sở trụ, không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì trí nhất thiết không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được.
không của trí nhất thiết không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ vô sở trụ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng vô sở trụ. Không của 32 tướng đại sĩ vô sở trụ, không của 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì 32 tướng đại sĩ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của 32 tướng đại sĩ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, quả dự lưu vô sở trụ, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác cũng vô sở trụ. Không của quả dự lưu vô sở trụ, không của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì quả dự lưu không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của quả dự lưu không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát vô sở trụ, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng vô sở trụ. Không của tất cả hạnh đại Bồ Tát vô sở trụ, không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của tất cả hạnh đại Bồ Tát không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, pháp thế gian vô sở trụ, pháp xuất thế gian cũng vô sở trụ. Không của pháp thế gian vô sở trụ, không của pháp xuất thế gian cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp thế gian không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Pháp xuất thế gian cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp thế gian không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp xuất thế gian cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, pháp hữu lậu vô sở trụ, pháp vô lậu cũng vô sở trụ. Không của pháp hữu lậu vô sở trụ, không của pháp vô lậu cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp hữu lậu không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Pháp vô lậu cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp hữu lậu không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp vô lậu cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, pháp hữu vi vô sở trụ, pháp vô vi cũng vô sở trụ. Không của pháp hữu vi vô sở trụ, không của pháp vô vi cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp hữu vi không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Pháp vô vi cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp hữu vi không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Không của pháp vô vi cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, chẳng phải pháp vô tánh trụ pháp vô tánh, chẳng phải pháp hữu tánh trụ pháp hữu tánh, chẳng phải pháp vô tánh trụ pháp hữu tánh, chẳng phải pháp hữu tánh trụ pháp vô tánh, chẳng phải pháp tự tánh trụ pháp tự tánh, chẳng phải pháp tha tánh trụ pháp tha tánh, chẳng phải pháp tự tánh trụ pháp tha tánh, chẳng phải pháp tha tánh trụ pháp tự tánh. Vì sao? Vì tất cả pháp ấy đều chẳng thể nắm bắt được. Pháp chẳng thể nắm bắt được thì sẽ trụ nơi nào? Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng các pháp không như thế, tu chuyển các pháp cũng có thể như thật chỉ dạy hữu tình. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, thì đối với Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, tất cả thánh chúng đều không lầm lỗi. Vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, tất cả thánh chúng đối với pháp tánh ấy đều có khả năng tùy giác, đã tùy giác rồi vì các hữu tình tuyên thuyết không sai lệch.
Tuy vì các hữu tình tuyên thuyết các pháp, nhưng đối với pháp tánh không truyền không vượt. Vì sao? Này thiện hiện, vì thật tánh của các pháp, tức là pháp giới chân như thật tế. Pháp giới chân như thật tế như thế đều chẳng thể chuyển, chẳng thể vượt. Vì sao? Vì pháp giới chân như thật tế như thế đều không có tự tánh để có thể chuyển vượt. Hết quyển thứ 382.